Okay, now we learn the new word first. Jump, jump. All. Okay, now we start our lesson. Chapter 4. In my family, មានន័យថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ. Unit 10. My family's. នៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានគោលបំណងឲ្យបងប្អូនTalking about your families and their relative age. And then describing and drawing your own family tree. Family tree នេះមានន័យថាសំដៅទៅលើមែកធាងនៃគ្រួសារដែលយើងហៅថាដើមឈើគ្រួសារនោះចឹងមែកធាងនឹងគ្រួសារនោះមានឪពុកមានម្តាយមានកូនមានចៅមានក្មួយបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីអានេះយើងហៅថា family tree. Look at the pictures, match the word with the pictures. គូកោពាក្យជាមួយនឹងរូបភាព. Write the numbers, so select next to the letters in your notebook. ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានេះ. Picture 1 to picture 9. Young, ក្មេង. Old, ចាស់. Tall, kuoh. Short, clay. Good looking. Đã mơ tớ sọ sàn. Good looking. Mình đã sàn mơ tớ sàn. Sọ sàn. Pretty sàn. Smart, chlap. Small, tội. Big, thùng. Point to the pictures. Listen and repeat. Tập ôn, tập listen. Young. Young. 4.10.1. Young. Young. Old. Old. Smart. Smart. Small. Small. Tall, short, good looking, pretty. Tập ôn là tập lòng tiết. Hai chúng ôn mới ta. Bị giáng nữa nè. Nó có nông rụp hiệp mùi này. Text script 4.10.1. Young. Young. Old. Old. Smart. Smart. Small. Big. Tall. Short. Good looking. Pretty. Which one are you? Ta mùi nà, cứ chỉnh nè. Rất là ta nãng cứ mùi nà. Tell your partners. I am smart.
I am not smart. Look at, there are photos. Can you guess who they are? Tell your partners. Great murder thought about Dara. Tân ai tìm mơ bộ quát nâng cư chân nâng nâng. Prap lại cư vật nè. I think she is. Khi ông cất thá liếng cư chìa. Listen and point to the pictures as you hear them. Stop. Hai nhà chừng all tàu rụp hiếp. Nước bê đến đẹp bàn lưới bộ quát nâng. Tỏ. Hãy subscribe cho Text script 4.10.2. Come on, Roper! School is over! Let's go shopping! Alright, alright. Look! There's a bag! It's blue! Whose is it? Let's look inside and see. There's a ball and some chocolate. There is only one notebook. There aren't any pens and there aren't any books. I think it's Dara's bag. Oh, look. There's a photo. It's Dara's family photo. Really? Where is he? He's here. And this is Dara's older brother. Ooh, he's good looking. Oh, yes. And he's much better at school than Dara. And who's this? That's Dara's younger sister. She is too, and she's really smart. She's smarter than Dara. Are these Dara's parents? Yes. This is Dara's dad. He's tall. And this is Dara's mom. She's pretty. They're so lucky to have him. Oh, Lindar. Bopa, is that my bag? Yes, Dara. Here it is. Naughty girls. Now let me have my bag back. You're welcome, Dara. Okay, talk on stop around it. Listen again. Answer the question. Write in your notebooks. So say some lúa. Actually, some lúa. So say, knock long notebook robot net. Actually, some lúa. So say no clone notebook robot net. One. Who is good looking? Tanana murder srosan. Two. Who is smart? Tanana murder chalam. Tanana chalam. Who is tall? Tanana kpo. Who is pretty? Tanana san. Who are you naughty? Tanana rupu. Naughty nó là bước rồi cả khẩu khôi cho nên là naughty. Chúng bọn ai sẽ đập thêm nâng xa làng vĩnh. Bọn ai mơ nó tùm bò kháng trọng. Đồng bày bình lật ở chỗ bà. Nó tùm bò bì rồi đập buồn. Tọc mơ nó tùm bò bì rồi. Đập buồn được ngọt đĩa. Hãy chăm tiếng sẽ đập mơ sần. Text script 4.10.2. Come on, Roper! School is over! Let's go shopping! Alright, alright. Look! There's a bag! It's blue! Whose is it? Let's look inside and see. There's a ball and some chocolate. There is only one notebook. There aren't any pens and there aren't any books. I think it's Dara's bag. Oh, look. There's a photo. It's Dara's family photo. Really? Where is he? He's here. And this is Dara's older brother. Ooh, he's good looking. Oh, yes. And he's much better at school than Dara. And who's this? That's Dara's younger sister. She is too, and she's really smart. She's smarter than Dara. Are these Dara's parents? Yes. This is Dara's dad. He's tall. And this is Dara's mom. She's pretty.
They are so lucky to have him. Oh, Lindar, Bopa, is that my bag? Yes, Dara, here it is. Naughty girls, now let me have my bag back. You're welcome, Dara. Pon mơ là tầm bò vì đại đập buồn nâng được lúc bỏ rai pon tập Naughty girls Linda như vậy thả Come on Bopa, school is over. Bopa, sả lãn cứ mình là chọc hai cho mình là dường liền sả lã chọc hai mong nâng Let's go shopping. Tập tự tin như vậy chúng biết là be over như bọn ta chọn cho là school is over cho là dừng liền thái á bố pha như vậy thà all right mẹ này Linda như vậy thà lock mơ there's a bag miếng cà ta mùi it's blue viết bỏ kiểu who is it tao biết chưa được bao nhiêu nào bố phá let's look inside and see to mơ nó khẩn nóng hay mơ bố phá như vậy thà there a ball and some chocolate biển bào muối hay nắng chocolate there is only one notebook biển sư phâu sơ xê muối tay bằng nó There aren't any pants. Mình miễn bệnh khóa tế. And there aren't any books. Hai mình miễn sư phô khóa đại. Linda này dạy thà. I think khiêm cất thà. It's Dara back. Vì cứ chứ cất ta bảo bó Dara. Bộ phá này dạy. Oh, lọc mơ. There's a photo. Miễn rút thọt mùi. It's There are family photos. Vì cứ chia rụp thọt rồi bọc cửa xa đà ra. Apostrophe là bị đà ra nâng mình đi thao bọc. Linda. Really? Mên rứ? Where is he? Ta quát nó ai nà. Bộ phá. He's here. Quát nó tin đi. And this is Dara's older brother. Hai ni cứ chia bong pro robot dara older brother nó mình là bong pro Linda như vậy he's good looking quạt mơ tớ sọ sàn nha bộ pha như vậy oh yes and he's much better at school than dara hai quạt nó cứ lọ chiêng dara nó ai sẽ là Linda and who this hai ni cứ chia là nà bộ pha đẹp Dara younger sister nữ cứ chia on say robot Dara she is two niềng ở tuổi 2 năm and she's really smart hai niềng chlát mèn tèn she's smarter than Dara niềng chlát chiêng Dara Linda and this Dara parent hai thằng nít khi chia phụng đại là bóc đà ra parent cứ phụng đại ta thằng nít khi chia phụng đại là bóc đà ra đứng bộ pha là vậy thả yes this is Dara dad nít khi chia ở phụng là bóc đà ra he's tall got cool and this is Dara mom hai ni cứ chia mạ rồi bó đà ra she's pretty điên chila mẹ là quạt điên xa mẹ là quạt xa pretty Linda they're so lucky mẹ là phụ quạt cứ miên xùm đáng nà đâm bay miên quạt đà ra nì dễ thả Linda bố pha is that my bag ta nó cứ chia cả ta rồi bó nhầm rứ bố pha như vậy thà yes Dara here it is near me naughty girl chọn như thà không may ai có được bưng mà lát naughty girl không may bưng may sai bưng
Now let me have my bags. Ôi cái ta nhau một quên mất. Let ôi anh nhàn. Nên ôi cái ta nhau một quên mất. Let me have my bags. Linda and Bopha đi vậy. You welcome, Dara. Này thế Dara. Chấm vật sân phôn sạp ở bán phôn ai mờ sạp được tù bọc rái đoàn tiết được tù bọc hàng chồng đó. Thôi mà đá nó phê na để phôn sạp recording thêm nó cứ phôn trò mờ tù bọc hàng chồng đó. Đồng bày ở phôn nó cứ nghỉ xuống sạp. Match the words with the pictures. Cô con biết chỉ mỗi nước rụng hiệp. Brother, sister, mom, dad. Đó mỗi nay chỉ brother. Mỗi nay chỉ sister. Mỗi nay chỉ mom. Mỗi nay chỉ dad. Ok. Draw your family tree. Cú mày thiên đi cửa xa. Tell your partner about it. Bạn đại cụ rồi bạn nhé, ông bì bìa. Chúng phụ mơ nè, đi kì chìa mother, chìa dad, chìa ấy brother, chìa sister, chìa brother. Chúng phụ ai cụ family tree cụ xa bạn phụ mơ ta miền cái khác. Ta phụ chạp đàm cụ thì tấm. I'm smarter than that. Smart nó cứ chlạt. Smarter chlạt chiêng. Nhóm chlạt chiêng luôn. I'm smarter than that. Whose family is this? Ní cứ chì cửa xa robot nó nà. Guess tìm mơ. Cửa xa vong rồi có. Cửa xa thì kết. Read quickly and point to the pictures as you read. And dần lớn hay dần all tàu rụp hiếp. No bed in the end. Ask and no bed. Hi, Tuesday. I'm Awong. Khyom kư chi Awong. This is my family. Ni kư chi kru sa ra bọc nhom. This is my mom. Ni kư chi mạ ra bọc nhom. She is a good cook. What kư chi chong pao? Là lo mà nè. Cook nâng chi kê sắp mi nè chong ăn. Làm slo. Và sân chi nón cook nâng kư chong pao. Cooker nâng kư chong tràn. Và sân kê thaym e o vinh. Cooker nâng kư chong tràn. She is 5 years old. Điếng mi nè dụ. Pram chanam. This is my dad. Ní cứ chì ba rà bọc nhộm. He's 7 years old. What are you? Prom vi chân hai. He is really old. What nó cứ chắc mẹn tên. He is older than my mom. What nó chắc chiêng mạng rà bọc nhộm. I have 3 brothers. Yêu miên brother bay nè. Hai nâng sister bay nè. Sisters. I don't know where they are. Nhưng mà nâng tha phụ quạt nâng nâng nà thì I never see them. Nhưng mà đai chụp quạt. Mình là mình đai chụp phụ quạt thì I think chung cực thả I'm smarter than them. Nhưng chlạt chương phụ kể. Phụ viên năng. I also fly better than them. Nhưng hà. Mình là họ hà lươn chương phụ viên tiền. Oh, and I have one egg. Hai khi ông miên bò mùi. It's beautiful, viết sản nà. It's so young, viết. Viết nó cứ young, mình là không mấy nhá. Mình nha. It's only 3 days old. Viết miên à dụ 7 tháng ngày hai. Cho người ta young và cực vì bò mùi hà được thông mấy nhá. Viết bò mùi thông mấy nha. Viết miên là dụ 7 tháng năm hai. Tọc vì bò mùi chanh vì cụt mốc. Cứ bảy cho năm mới bảy tháng ngày rồi. I love it trong chùa chật về. Ní cứ chia xong đây bỏ. Avon nó là cái Avon. Sát xa là ca kèo.
khi mình bỏ bốn cái màn nèo và lòng lần tuần là bài chữ điệu. Read again and answer the questions. And mà đoàn tiết hay chạy xung lụ. Write in your notebook. So say nó không notebook rồi bọt nè. Chắc phôn an ạ tạ bọt nâng mớ hay chạy xung lụ. So say đã cho sự phô bọt phôn mớ. 1. How old is our mom? Ta mạng rồi bọt our mom ở dụ còn màn. Chắc phôn mơ ạ tạ bọt nâng mớ mạng rồi bọt our mom ở dụ màn. Nhưng nghe. Mà ạ vô ngồi dụng bán của mỗi chân năm, ờ, pram chân năm nhưng ấy. How old is ạ vô ngồi đẹp? Ta pa rồi bỏ ạ vô ngồi dụng bán mán. Nhưng bồn mơ mất pa rồi bỏ ạ vô ngồi dụng bán ở dụng bán chân năm nhưng ấy. How old is his age? Ta bông bọc quạt nâng ạ dụng bán, chân bồn mơ ạ dụng bán. It only 3 day old. Nhưng ấy. How many brother has he got? Ta còn miên brother bán mán. Nhưng mơ còn miên brother bán. He has 3 brothers. How many eggs has he got? Ta quạt nó ngã mịt bông phần mạng. He has got 1 egg. Nhưng á, chẳng bố này chạy dùng lúa. Anh ta bọt chạy dùng lúa. Luôn này mất. Read the sentences and proyo. Match them with the photo. Match. Cô con phụ viết. Chỉ mỗi nâng rụp thọt. 1. He's taller than our. Quạt nâng cư khu chiêng our. 2. She's bigger than my sister. Niếng thông chiêng bong sray được bọc nhộng. They're smarter than Dara. Phụ kế chlát chiêng Dara. 4. He's older than our. Quạt chá chiêng our. I'm 2 years old. I'm 4 years old. Look at the sentences. Answer the questions. He is tall. He is taller than Bopha. The cat is young. A worm is younger than the cat. Complete the sentences. Chẳng phụ mớ smarter. So Paul is smarter than Dara. Pretty. She is pretty than my friend. Pretty dừng lục vài chẳng thêm ai. E-O. He is younger than my brother. My dad is older than my mom. Yes or no? Did you talk about two people or two things? Ta nạn như vậy, ông bì một lúc bì nét, rứ có vật thuộc bì. Yes or no? Did you add a to the word? Ta nạn bần thêm a, tôi lỡ bì rứ. Did you change y to I, e, o in pretty? In pretty? Ta nạn bần đồ. Tôi why nâng tôi chỉ ai o rứ không bị pretty nâng. Did you add then? Ta nè bằng time then rứ. Dân dân quan tài chạy bị là yes or no. Remember, he is good quát lọ. Chân good nâng dân đồ vì chỉ add comparison good nâng tư dịp better. He is better than my brother. He is bad. Chân bad đến dân đồ thì dân worse. He is worse than my brother. Circles. To talk about two people or think. Đầm bấy nì dây ông phim lũ bì nẹ rư gò bật thổ. We use good, better and bad. Worse. Chân pra bị good, better hay nâng bad nâng was. Đi dây ông bì mà lúc rưu cầu vật thuộc bì pra bì good better bad nâng was. Chân better nâng mò bì thật good bad nâng cứ mò bì thật was nâng thò mà đá quân niệm mùi chùm lúa tu tấu cứ dân tham y o đi chứ tall taller big bigger cầu vật tá bì không bì rình dân ní cứ good nâng tư chìa better dân mò
Về đến cái chữ was. Yes or no? Work with your friend. Make a sentence. Does your friend agree? Ta mất thẻ rồi bọn nẹ dựa sợ tế. The dog is smarter than the rat. Cái là chuyện cần đồ. Rat nó là cần đồ của mẹ. Rồi tùy tùy nhưng hào rat. No, it isn't. Yes, it is. Chẳng ngờ mình ai phải bồn vừa cả trong trong bàn tế để sao được cựu thọt vì tố hay được cựu hoàn miên là tập hiệu hào sắc thôi dưới sắc cầm ở phía bóng riêng. Work in groups. Your teacher will show you think. Compare them. Your group wins if you make the correct sentence first. Vừa cả trong group cựu rồi bọn nẹ nâng bằng hai nẹ nâu vầy vầy chỉ tràn priệp thiệp của vía krom rồi bọn nẹ chứ nẹ bà sân bà nẹ thuớ priyo trầm trao đồng bộ chẳng chỉ ghẹ mọ kế ghẹ. The marker is bigger than the pen. Chẳng marker vì thông chiến bệnh marker marker rất mê nê tha phật marker. I'm taller than my sister. Nhóm buộc chiến bọn sợi rồi bọn nhóm taller than my sister. Match the broken words. Cô có kia đại bạch bài nhạy nha. Write them in your notebook. So say bộ vía nọc nóng notebook rồi bọn nè. Chẳng bộ mơ pro ạ. Chẳng ai cô con ý kế brother. Chẳng nghe. Hello smart. Smarter. Sis. Sis ấy. Sister. Sister. Young. Younger. Tall. Taller. Fry. Fryer. Và chân phố này. Phố con là đánh mất. Use the code. Ra code nữa. Write the sentence in your notebook. A, B, C, D. Ấy dân mất. Đào giật. Chân. Lịch muối nè, lịch bram hay lịch mập hầy kê đạ hì. Hì, hè. Chọc lại nè. Bốn ai xê cô đây ghế. Nè, hát ấy bằng nè lịch bram mẹ bốn mơ mơ, bây giờ lên. Lịch bram nó cứ, lịch, ế chứ lịch bram cứ sọ ế chứ như xê mơ ế dạ. Chân lịch mập hầy. Nè, hả nhé. Chẳng như là dừng cho lịch pram hay lịch một phây nó cùng chụp nế trên bàn dịp địa hì. Cho lịch pram tiền ế tiền đây nè, còn dừng xe xò tố chứ. Thấy chưa lịch, lịch đọc nè, xò ế nhé. He has. Mình nê ta thoa mà đá cứ đang bùi dỗ cả. Ôn thời trăm tha kì xe xò thục. Tỏ bình năng kì xe xò tối tối dê. Chẳng ế những kì xe xò thông tàu. Thế xa ấy viên là đang bùi dỗ. Hãy cho lên một phẩy ạ, ôn mơ mới lên một phẩy. Kênh y, kênh kênh xe xo thốn mới ổn ra kênh xe xo tội. Chẳng ôn được lấy. Nè, lỡ dù mà ta lịch đọc cho. Chẳng lịch đọc nó dân mơ mới ôn mơ lịch đọc nè. E nè, chẳng ai sẽ e. Hãy cho lịch bấy, ôn mơ lịch bấy mới lại ngát. Ok nhé nè, and, and. Chẳng mình ra dân dự xe an này, he has an này dân này. Hãy cho một phây của môi bồn mơ này, ô. Xe xó ô mất. Hãy cho đồng buồn. Bồn mơ lại đồng buồn mất này, à lại. Nhưng ấy. Hãy cho đồng bờ. Đồng bờ bồn mơ đồng bờ mất này, đi ạ. Chẳng bồn xe xó đi đúng không? Dù đúng bồn xe tam côn, à xó này kia áo nhá. Dừa lấy. Bồn dừa lấy này ngắn. Được. Cô bây giờ thằng nam chứ mình nghe theo ôn giờ so nó lên chứ cho mặt đạn còn đã vượt sân đâu càng chắc ngại dương sẽ so tôi nhá thì đã càng làm đi dương sẽ cả so thô mới bán này để đợi lịch pi chứ ngại lịch pram ạ dương sẽ so e thô mới này bây giờ lịch đọc buồn này bốn mươi lịch đọc buồn nữa này so e dương sẽ so thô mất nhiều lắm con theo luôn ai mất. Write about you and one person in your family. So say ông bì nẹ hay nâng một đồng nẹ nó có nóng cổ xa rồi bảo nẹ. Chẳng bồn ai xe mơ ai em ấy chú mô ấy. Ai em mà dụng mán. Bồn xe mơ. Ai xe bà nẹ.
comparison of adjective ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូតែងតែថតជាវីដេអូមេរៀននីមួយៗអានពន្យល់តាមទំព័រចាក់រិកកອດលីងឲ្យបងស្ដាប់វាជាវីដេអូមួយសម្រាប់ជំនួយស្មារតីរបស់បងប្អូនដែលបងរៀននៅសាលាហើយបងចង់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីឲ្យភាសាអង់គ្លេសដាក់ទីបំផុតបងប្អូនកាន់តែខ្លាំងនោះបងអាចមើលវីដេអូលោកគ្រូម្ដងឬក៏ពីរដងបងនឹងយល់កាន់តែច្បាស់បាទសូមអរគុណសារជាថ្មីសូមជម្រាបលាជួបគ្នាមេរៀនទី 11